Em chào các bác. Em cũng sưu tầm hàng Nhật về nha các bác. Cái này là của nó là có ý luôn á. Em cầm bên ca tay các bác lựa ước giúp em nha. Toàn bộ những hoa văn nha. Cái này em cũng không biết bằng đồng hay bằng cái gì nha. Nó có đóng mác bên trong là Italia thôi nha. Các bác nào thích sưu tầm thì cứ alo giúp em nha. Bên trong này cái mác bên trong này. Nói chung là hàng về có chi bán nấy, mình nói chung là không có gành về cái vấn đề này. Made in Italia ha, dòng để sưu tầm trưng bày lành tích đẹp sắc. Rồi bác nào thích sưu tầm thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nhé, 0918120267, và đây là số Zalo kia. Em kết thúc video, chào các bạn.